Tuấn xin chào toàn thể anh em đam mê nhá. Nay có một con bổi cho anh em về chăm nông cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Thật sự hôm nay chia sẻ cho anh em một con chim rất là ngon mà phí lại cực kỳ yêu thương. Con này thì em mới bắt trong AV của em ra, chim tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng AV anh em nhé. Bắt cùng với con đầu đàn hôm vừa rồi em có lên clip ấy ạ. Nhưng mà do khi mà em vọt ra ấy, em cầm nó bị rụng một chút lông cánh này, mới cả một ít lông lưng nữa anh em ạ. Nên này em để giá nó cực hợp lý cho anh em về chơi. Thật sự con chim nó cực kỳ hay chứ không phải con chim kém mà em thanh lý đâu anh em nhé. Anh em cùng theo dõi clip của em Tuấn Hải Dương nhé. Phải nói chút bổi này thì nó cực kỳ nhạy chém, nhạy xòe anh em ạ. Con chim này thì nó được tầm 2 tháng, hơn 2 tháng AV rồi. Em vợt cùng với cái hôm mà em vợt con đầu đàn ấy thì có con mấy con nó hay hay thì em vợt ra trước anh em ạ. Thì lúc vợt thì có kiểu lúc vợt xong trong cái vợt lưới không anh em. Cái này em cầm vào nó bị rụng một ít lông cánh, anh em nhìn thấy ở trong lông cánh bên tay phải à. Rụng một ít lông cánh và ít khá là nhiều lông lưng của nó anh em ạ. Nên là anh em nhìn trông lông nó hơi bị bồng bồng lông vì nó thiếu lông đấy anh em. Còn khẳng định cho anh em con tất cả con chim bồi em Tuấn tuyển chọn vào AV ấy, đều là bồi tuyển thôi, toàn những con lông mỏng thôi anh em ạ. Còn anh em nhìn là biết rồi, nó đang thiếu lông rất nhiều nên nó không thể xếp gọn được anh em ạ. Mà anh em phải hiểu ấy, cái con chim này em làm nó rụng lông nhiều như vậy nhá, mới có mấy hôm thôi mà nó ché ầm ĩ hết cả lên luôn anh em ạ. Ngày nào nó cũng ché, sáng nào nó cũng ché luôn anh em ơi. Thật sự thì cái con chim này để nói đúng là con chim khá là tiếc anh em ạ, vì nó bị rụng lông như này ấy, chứ không thì nó còn sẽ còn chơi hay hơn nữa anh em ơi. Em thì tính là đợi nó ra hết lông này mới chia sẻ cho anh em ạ. Chứ thật sự thì hôm nay thì cũng đi tuyển chim nhưng mà lại không được con nào anh em ạ, lại tay trắng về không, mất khá là mất công. Đi hôm nay thì cũng phải 70 cây anh em ạ, cả đi cả về 70 cây mà không được con nào. Thì thôi về quay lên sóng cho anh em chơi vậy. Nói chung là phí này thì em nói luôn là phí nó cực kỳ yêu thương rồi. Anh em nào bớt biết các thứ thì em không bớt nữa đâu anh em nhé. Anh em cứ xem chất con bổi là biết anh em ạ, cực kỳ nhạy chẽ luôn anh em ơi. Nếu mà nó không thiếu lông nó chơi còn ok hơn nữa anh em ạ. Con chim này trong AV ấy, nó chơi nó hay xòe lắm anh em ạ. Còn tất cả AV của em Tuấn Hải Dương 100% là bổi để đấu anh em nhé. Chứ đừng anh em so sánh với những cái AV của người khác là toàn chim má trắng đâu. Em thì không bao giờ có chim má trắng anh em ạ. Chỉ có AV em đầu rất là đầu tư nên chỉ có chim bổi già thôi anh em ơi. Nên nó rất là ok luôn. Nói chung là anh em nào mà yêu thích thì anh em cứ alo cho Tuấn Hải Dương. Chất con chim thì anh em khỏi phải chê anh em ạ. Cực kỳ nhạy chẽ luôn anh em ơi. Đây này em còn chưa cho tắm rửa gì đâu anh em ạ. Vì nó rụng lông nhiều quá. Nó rụng ở bên phần lông cánh và lông lưng của nó ấy. Này em làm nó rụng đây anh em nhìn bông đít nở to phạc luôn anh em ạ. Anh em nào mà yêu thích anh em cứ alo cho em nhé. Anh em xem clip của anh Tuấn thì nhớ cho anh Tuấn xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh Tuấn nha. Nói chung là đợt này thì gần như bổi nó cũng khan lắm rồi, gần như là rất là ít rồi anh em ạ. Nên anh em nào đang có nhu cầu cuộc bổi thì anh em cứ nhanh tay nhé. Chứ không là chắc em nghĩ là độ một thời gian ngắn nữa thôi là đã sẽ không còn nữa đâu anh em ạ. Thì nó rất là ít rồi anh em ạ. Thật sự thì con chim nó đang bị thiếu nhiều lông cánh nên là nó sẽ không được căng đét và nó không được gắt như cái lúc mà nó đủ lông đâu anh em ạ. Nếu mà lúc nó đủ lông thì chắc chắn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều anh em ơi. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.